Đây là quá trình thực hiện một tác phẩm thủy ấn họa, được chuyên gia phục chế giấy Bùi Tiến Phúc, người thường được mệnh danh là bác sĩ giấy, và họa sĩ Trần Bội Tuyền trình diễn và hướng dẫn thực hành. Thủy ấn họa là phương pháp thiết kế hoa văn trên bề mặt nước, tạo ra các tác phẩm có họa tiết tương tự như đá hoa cương bằng các thuốc nhuộm, dung dịch lỏng hay màu nước với cọ vẽ. Các họa sĩ sử dụng các loại cọ vẽ lần lượt thả màu vào chất lỏng và di chuyển nhẹ nhàng nhằm tạo hình vẽ lan tỏa như khói. Các hoa văn sẽ được tạo ra khi màu mực nổi lên mặt nước. Sau đó được cẩn thận in lên bề mặt của chất liệu thấm nước như giấy hoặc vải và hong khô. Thực ra màu sắc đến bây giờ thì mua rất là dễ. Những cái màu acrylic tại vì nó không có giới hạn về màu. Mình có thể mua ở những cái tiệm họa cũ bán đồ vẽ. Tuy nhiên thì có những cái màu sắc mà chuyên nghiệp ấy thì giá thành nó hơi cao. Người bắt đầu học thì nên sử dụng những cái màu mà nó rẻ thôi để mình thực tập trước đã. Những sản phẩm in từ kỹ thuật này thường được dùng làm mặt giấy viết như thư pháp, biên sách và các trang giấy hoa cương trong các quyển sách. Vì mỗi bản in đều là những chế tác độc nhất, không lặp lại, nên thủy ấn họa có tính ứng dụng trong việc tạo ra các tờ gác của cuốn sách. Điều này cũng góp phần nâng cao chất lượng các bản sách giới hạn, được làm hoàn toàn thủ công. Tờ gác tức là cái tờ đầu tiên của trang sách, tờ rất là quan trọng của một cuốn sách thì mình cũng phải chế tác bằng thủ công. Và cái kỹ thuật thủy ấn họa này đã có từ rất lâu và ở phương Tây người ta đã sử dụng và người ta đã làm đóng ra được những cuốn sách rất là đẹp. Tuy nhiên ở Việt Nam thì vẫn chưa có, cho nên là có thể phát triển được cái thủy ấn họa ở Việt Nam và dùng cho những cái dòng sách đặc biệt thì nó sẽ tăng thêm cái giá trị của cái thẩm mỹ của cuốn sách hơn. Với sự kỳ diệu và lôi cuốn của nghệ thuật thủy ấn họa, nhiều độc giả, nhà sưu tầm và người chơi sách đã hào hứng trải nghiệm phương pháp thiết kế hoa văn độc đáo này, tự tay tạo ra các tác phẩm độc nhất vô nhị của riêng mình.